38 gì? 2D. 38 gì? 2D. Các bạn nhỏ ơi, đây là ai? Không phải Trường Giang là cái ông hồi nãy. Đây là ai? Chính xác rồi. Xin chào tất cả mọi người, đây là Trường Giang và chào đón quý vị đến với một ngày rất là đặc biệt, một ngày xác lập kỷ lục Việt Nam. Là ngày hôm nay là hơn 12.000 điểm trường và hơn 5 triệu bạn nhỏ ở toàn quốc tham gia vào một cái thử thách, đó là chúng ta nhảy cùng với nhau. Và thưa quý vị, để mà huy động được một cái lực lượng để tập cho các em, rồi âm thanh ánh sáng kỹ thuật, rồi phải tập, phải đều, phải nhảy một cái quy mô rất là lớn, và chúng tôi trực tiếp toàn quốc luôn. 3, 2, 1. Và mình cũng làm tự hào một phần của kỷ lục hôm nay, bởi vì sau này người ta sẽ nhắc là cô đã từng có một kỷ lục như thế, và trong đó có sự góp mặt của Trường Giang. Mặc dù mình không nhảy tốt, mình không nhảy đẹp, mình không nhảy hay giỏi gì cả, nhưng một phần nhỏ của mình cũng mang tính kết nối cộng đồng lại với nhau. Và hôm nay các bạn rất là hăng hái, và đặc biệt là ở Hà Tĩnh. Có bạn nào biết bài nào hay về Hà Tĩnh mình không? Xuân Phong à, Xuân Phong nào? Xuân Phong nào, bạn nào biết nè? Con trai biết không? Đây, mời con trai bài gì? Tim em có vị sống lá, vị sống lá. Tim em có vị sống lá mà. Câu vị dằm. Câu vị dằm là bài chi hả? Bài Hà về Hà Tĩnh mình là Hà Tĩnh ơi. Hà Tĩnh ơi. Bạn là Tim em có vị sống lá. Con nội cái chi chủ không nghe chi hết trơn hả? Các bạn ơi, các bạn uống sữa chưa? Rồi. Đang uống mà nói chưa. Rồi trả lời cho chủ đi. Em thưa cô alo đây. Em thưa cô. Ba bự mà. Tôi là cô, chỗ bố là cô. 7 x 9. Bảy nhân. Hết giờ. Hết câu đố rồi. Ba ơi. Cái gì vậy? Tại sao lại để em té? Con tình ạ. Xin lỗi em chưa? Con xin lỗi em, tập tuốt rồi. Đau không? Nhưng mà xin lỗi rồi thì con cũng bị đau rồi mà, con không chịu đau. Thôi con ạ, ai cũng có lỗi lầm hết trơn. Và mình đi học ở trong trường của mình đó, nhiều khi mình chơi với các bạn, rồi vấp cành cây hay là vấp cục đá đó, mình té với nhau thì cũng không sao cả. Quan trọng là mình cẩn thận lại một tí. Chứ bây giờ anh xin lỗi rồi thì con phải tha lỗi cho anh chứ. Dạ. Con có muốn làm người tốt không? Muốn làm người tốt thì phải biết tha thứ. Ai cũng sẽ có lỗi hết. Tha lỗi cho nhau rồi cùng nhau học, cùng nhau làm việc tốt mỗi ngày. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi. Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm, cùng cun làm việc tốt mỗi ngày. Và cũng mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái buổi như thế này nữa, để thứ nhất là chúng ta cùng vận động với các em, vì các bạn được vận động, được tiếp xúc với nhiều bạn thì cái tính cộng đồng và cái sự yêu thương chia sẻ nó rất là lớn. Cảm ơn Quân một lần nữa vì đã cho Trường Giang có một cơ hội, và ngày hôm nay cùng các bạn nhỏ toàn quốc tham gia một lễ hội đặc biệt như thế này, và hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có những lễ hội to hoành tráng và có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Xin cảm ơn chương trình của chúng ta tại Hà Tĩnh ngày hôm nay, xin khép lại tại đây. Cảm ơn các quý anh bà cô bác, các anh chị, các thầy cô giáo và các bạn nhỏ ơi, xin chào và hẹn gặp lại. Có lì xây bình nước Cool đa năng với hai cách uống độc lạ, giấy đeo tiện lợi mang đi muôn nơi với 24 thẻ quà Cool.